nổi váng lên. Chả vậy, sữa đầy chất dinh dưỡng như kiểu vậy. Anh không trông con đấy em ăn kiểu gì? Quay cái thằng lên là người ấy trước quần áo đây. Thôi được áo không? Lên thôi được chứ. Sao mẹ? Sao thì mẹ cứ xem, nó kéo nó mở ra. Giờ đang trưa để em về với nọ kia mà hả bà? Để đâu? Đây mẹ cứ để mặt bàn đấy. Ôi giời. Cẩn thận vào đây nha, không ho hắng là đi viện là chết đấy. Thế con ta đóng cửa liên tục đây. Sao giờ mới ăn? Dạ uống thuốc xong. Dạ uống thuốc xong rồi các anh. Thế con ra con ăn đi. Con đang ăn rồi. Rồi tay mẹ nó xu thịt rồi của thằng Phúc. Đang ấy thì đấy. Mẹ ăn nốt hai của từ đi. Để mẹ. Thôi mẹ ăn nốt gì? Tại mẹ quay ra đây à? Mẹ ta này à? Đâu nó ngủ đây? Thì nó vừa quay trong kia thì quay ra đây này. Nó tự nó quay gì? Ừ. Cái này nó cứng nó quay đúng không mẹ? Ừ. Còn nhà Giang hôm nay cũng về viện. Thì lệ ông qua bảo là nó về. Chán quá, nhiều sữa quá, cứ toàn phải thấm ra cái này này. Thấm đầy ạc ra xong. Mai kia để xem con đi ra nó có thiếu không thì là... Nhưng đấy. Mà nó phải ở đây mới uống được trực tiếp. Gửi thì... lên. Ấy vào bịch xong gửi lên. Chẳng biết nó có cần. Sợ nó lại sạch sẽ quá lại không cần, như giờ biết sao. À thì cứ bảo cần thì cần, chẳng cần thì thôi. Nếu nó cần nó đã nói. Ô nhưng mà đang nắng nữa không? Không phơi được, chỉ phơi sáng ra. Bà nhìn này, sữa đặc kia này. Ừ, chỉ phơi sáng ra thôi. À, chỉ phơi lúc sáng nó nắng nó nhẹ chứ nắng này. Ôi lúc ấy con vừa cầm thử lên rồi. Một lát đã nóng hết rồi. Sợ nó bỏng da nó. Thấy ăn à. Đó vừa mới ăn xong con, bây giờ con ăn đi. Ăn xong rồi con ăn nhé. Dậy à?
Rồi dậy á. Kệ. Kệ kệ đó. Ăn nó thì nó hay. Ơi. Ê, tí bố xuống. Về nằm tí để cho nó đỡ để chiều đi ấy. Chiều đâu mẹ? Ta ruốc riết không ăn. Đâu đâu có ăn đấy mẹ, mà cứ để tí tối về rang cơm cho mi ăn đi. Mẹ cơm nó ra của Dương ăn nó đi. Thôi mẹ để mà ăn. Không, mẹ nói là tí con ăn cái quả bưởi của mẹ không để lâu lắm à. À thì mẹ mày để ăn bưởi phất mẹ ăn đi. Bưởi làm sao? Bưởi ngọt mà. À bưởi không ra cái gì đây? Đâu có mấy quả nó bị xuống nước ăn ngọt lắm. Thì mấy quả này chảy xuống hết nước rồi. Ta vừa cho cô Toàn mà nó thấy cả quả. Ui giời, miệng mẹ chẳng cho con, mẹ cho con. Kéo thì mày thằng gái để đi ăn bữa cho gái của tổ. Không, mình ăn quả bưởi này nó xuống nước nó ngọt rồi. Cứ để hồn mang là mai cái đéo hốc được. Con biết rồi, quả nào chua cái là con không ăn luôn. Ngoan. Sắp ơi, ngoan à. Sao em? Bố ơi. Dặn bố nhé. Bố Dũng ơi. Xuống bế em cho mẹ nó ăn chứ lại dậy rồi. Đẹp dài quá mà nó nhiều thế. Mặt bầu vĩnh sinh thế. Chắc là nó không bị vàng da đâu bà nhỉ. Cứ chịu khó tắm nắng là nó hết. Bà lấy cái gì? Nước cái này. Nước ở đâu ra lại có nhỉ? Mẹ gọi bố nhá. Bố ơi, xuống chơi với tóc nào. Nhá. Bước lên giường. Giang mấy hôm nay cũng không có nắng, cũng đang kêu vàng da. Bình đấy mẹ lau cái nước ấy. Mẹ cũng kêu à, thích đứa đi ăn mà không có nắng chả kêu vàng da. Thì đấy. Không bú được lên được. Tóc này đỡ hơn mi. Ý là ăn khỏe đi. Tóc ý là nó không bị vàng da. Không vàng da. Mi cũng vàng. Mi trước mi chưa đẹp. Trước chả bị soi đèn này. Cứ bật điện suốt. Đây, bố đầy đến này. Ở con thì được nghỉ 2 tuần à? Con thì hết tuần này, xong rồi lại đi nghỉ ấy, lại sang xin lấy tiếp. Này. Chỉ được tuần 1 thôi. Vâng. Quên hôm đấy con đang bảo anh à. Xin y à của trường ấy, hẳn nửa tháng rồi. Bố nướng thịt kiểu này ngon này. Bố kho cũng ngon. Thôi nhá, bà về bà nằm tí để chiều nó tỉnh táo để bà đi ấy đây. Bà đi đâu? Bà phải đi lấy đồ chứ hôm nay đeo kính mà đi lấy được, khó bảo vệ. Sao tự nhiên ai vậy bảo mẹ đi ấy mộng mắt đấy, bác sĩ bảo. Nó ăn vấn tận con ngươi, nó bám vào con ngươi. À vậy. Hồi trước dì Hằng là như vậy đấy hả? Ừ, dì Hằng chưa bám bằng tao, của tao nó bám sát vào con ngươi. Con nói chuyện với mẹ con để ý thấy là nó có vào mắt rồi. Hồi trước bà ngoại có như vậy không? Lôi nữa chăng mà cho nó phải ra đây. Mẹ? Không, có mỗi bố là chúng ta giống bố. Thế thì ấy rồi, thế là mẹ với dì Hằng giống nhau. Chắc nó kéo về đồng. Thế là biết là chúng nó phải sang trọng cơ. Em trước tối trước có hai thằng nó xem nước đời nào là nóng lạnh nào là điều mà. Thank you.
sức khỏe, sức khỏe. Cắn cái này ăn đi. Đang bế con nó ngồi. Em đút mồm anh làm sao? Cắn đi. Sức khỏe, sức khỏe.
sao vẫn còn thịt à? Cả bìm chưa? Có, mà có. Chỗ,
kim chi thừa, thử luôn. Tối lấy cả bàn cơm.